Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại máy xông hơi mặt khác nhau, đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại máy xông hơi mặt nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng máy xông hơi mặt cho các bạn tham khảo, để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một máy xông hơi mặt phù hợp nhất nhé. Hãng đầu tiên đó chính là máy xông hơi mặt Panasonic. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực thiết bị số và điện gia dụng, thì trong những năm Panasonic cũng cố gắng cho ra đời rất nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, như máy sấy tóc, máy cạo râu, máy tỉa lông mũi. Cũng giống hầu hết những mặt hàng khác của hãng, thì các sản phẩm máy xông hơi mặt Panasonic chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, được tích hợp công nghệ nano tiên tiến, nên mức giá lúc nào cũng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Một số sản phẩm máy xông mặt Panasonic được yêu thích nhất: Panasonic EHSA31VP442, Panasonic NanoCare EHSA35, Panasonic EHSA97, Panasonic EHSA96, Panasonic EHSA97, Panasonic EHSA98. Hãng thứ hai đó chính là máy xông hơi mặt Sark Emi. Máy xông hơi mặt Sark Emi sử dụng hơi nước nóng làm giãn nở mạch máu dưới da, kích thích tuần hoàn máu và bài tiết. Khi đó, các lỗ chân lông sẽ mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho da bài tiết mồ hôi và chất bã nhờn, bụi bẩn sạch sẽ. Máy xông hơi mặt Sark Emi được thiết kế vô cùng đẹp mắt, các chi tiết nhỏ đều được gia công vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, mang đến cảm giác khá hài lòng cho người sử dụng. Toàn bộ chất liệu và linh kiện của máy xông mặt Sark Emi đều đã được trung tâm chất lượng kiểm duyệt nghiêm ngặt và đạt yêu cầu rất cao. Quá trình sản xuất hoàn toàn tự động dựa trên dây chuyền công nghệ hàng đầu châu Âu. Hai model máy xông mặt Sark Emi được người tiêu dùng yêu thích nhất là Sark Emi ZG608 và ZG618. Hãng thứ ba đó chính là máy xông hơi mặt Leica. Là thương hiệu chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe tại Ý, thành lập từ năm 1974, đến nay Leica đã đưa ra thị trường rất nhiều mặt hàng phục vụ người tiêu dùng có thể kể đến như máy đo huyết áp, cân sức khỏe điện tử, nhiệt kế hồng ngoại hay máy xông hơi mặt. Tất cả các sản phẩm của Leica đều nhắm đến thị trường trung cao cấp, nên có giá bán tương đối cao, người mua cần cân nhắc trước khi quyết định mua sản phẩm. Các sản phẩm máy xông hơi mặt của Leica hiện nay được bán tại thị trường Việt Nam, đều được sản xuất tại Trung Quốc trên dây chuyền công nghệ Ý. Người tiêu dùng có thể yên tâm về chức năng và chất lượng sản phẩm. Một số dòng máy xông hơi mặt Leica được yêu thích nhất hiện nay: Leica MD6061, MD6062, MD6020. Và hãng cuối cùng đó chính là máy xông hơi mặt Beyer. Beyer là thương hiệu nổi tiếng đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, được thành lập từ năm 1919, là một trong các thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Sản phẩm máy xông hơi Beyer được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất, kiểm nghiệm khắt khe để tạo ra sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất cho khách hàng. Dòng sản phẩm của hãng đã được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, được phái đẹp rất ưa chuộng. Máy xông hơi Beyer có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, tiện dụng nhưng rất chắc chắn. Máy thường có màu sắc trang nhã, kiểu dáng bắt mắt, hiện đại, phù hợp mọi độ tuổi sử dụng. Máy chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Máy xông hơi Beyer có nhiều loại, đa dạng về chức năng, công suất. Khách hàng có thể lựa chọn một sản phẩm phù hợp theo sở thích và nhu cầu của cá nhân. Và vừa rồi là top 4 máy xông hơi mặt loại nào tốt, chất lượng, nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình một máy xông hơi mặt phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của cái video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.